chính quyền vùng Orenburg đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang trong bối cảnh thành phố Oss bị ảnh hưởng nặng nề vì thảm họa vỡ đập. Thị trưởng vùng Orenburg cho biết nước lũ đang tiếp tục dâng cao ở vùng Orenburg, miền trung nước Nga. Thành phố Oss thuộc khu vực giáp biên giới Kazakhstan là nơi xảy ra thảm họa vỡ đập hôm 5 tháng 4. Con đập bất ngờ bị vỡ hôm 5 tháng 4 khiến nước sông Uran dâng lên mức báo động, nhấn chìm gần nửa thành phố Oss. Tối 6 tháng 4, một mảng lớn của đập tiếp tục vỡ khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Theo hãng tin TASS, chính quyền địa phương cho biết tình hình lũ lụt ở Oss đang diễn biến theo kịch bản xấu nhất. 6.644 ngôi nhà đang nằm trong vùng lũ lụt và ít nhất 4.400 người dân địa phương phải sơ tán tính đến thời điểm hiện tại. Đồng thời, thị trưởng vùng Orenburg cảnh báo tình trạng mất điện có thể xảy ra trên diện rộng tại các khu vực bị ảnh hưởng, kêu gọi người dân sơ tán ngay lập tức. Hôm 6 tháng 4, Ủy ban điều tra vùng Orenburg đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ việc. Văn phòng Ủy ban cho rằng nguyên nhân của sự cố này đến từ sự cầu thả trong việc bảo trì hệ thống cơ sở hạ tầng. Theo thông tin từ giới chức địa phương, con đập bị vỡ hôm 5 tháng 4 đã đi vào hoạt động từ năm 2010. Kể từ đó đến nay, cơ quan giám sát kỹ thuật đã nhiều lần báo cáo về các vi phạm trong quá trình bảo trì.